Huỳnh Thị Tố Nga chỉ phản biện ôn hòa hay đã tham gia một giáo phái có mục đích lật đổ nhà nước. Trong hai ngày 26 và 28 tháng 1 năm 2019, hai anh em Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga đã lần lượt bị bắt để điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của họ. Trong một tháng trước thời điểm đó, Tâm và Nga đã cùng một số cá nhân khác phát tán hai văn bản mang tên Cương lĩnh Chính trị 2019 và Thông điệp Hoạch định Hành động. Trong đó, Họ kêu gọi lật đổ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam và hướng dẫn cách thức xây dựng tổ chức để làm việc đó. Trong hai bản cương lĩnh, kế hoạch có màu sắc mê tín này, họ trích dẫn tư tưởng của thái dịch lý Đông A Nguyễn Hữu Thanh, một nhân vật nửa chính trị, nửa tôn giáo, từng sáng lập đảng cộng mang tên Trường Việt Duy dân Đảng trước năm 1945. Ngày 5 tháng 2, nick người Đà Lạt xưa có quan hệ với tâm và Nga đã kêu gọi các thành phần chống đối bất mãn quan tâm đến vụ việc của hai người này. Ngày 16 tháng 2, Võ Hồng Ly và Lê Bảo Nhi bắt đầu hỗ trợ đưa tin về Nga, khiến vụ việc của Nga được giới chống đối chú ý. Trong những ngày tiếp theo, đài FBTN, đảng Việt Tân và nhóm Defender Defenders lần lượt tham gia khai thác vụ việc. Một mặt, họ đăng ảnh và thông tin rằng Nga là một phụ nữ trẻ, làm bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để khơi gợi cảm tình của độc giả mặt khác họ đưa tin rằng nga bị bắt chỉ vì phản biện ôn hòa phê bình chế độ trên mạng xã hội và nhà nước đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận khi bắt giữ nga cùng thời điểm đó nick người đà lạt xưa tiếp tục cung cấp cho dư luận các thông tin về công việc và đời tư của nga dù người đà lạt xưa có đưa tin và kêu gọi hỗ trợ huỳnh minh tâm hiện tâm hầu như bị dư luận chống đối quên lãng sau khi xem xét vấn đề chúng tôi thấy giới dân chủ đang đưa tin sai sự thật về vụ việc này. Không có chuyện, hình thị tố Nga chỉ phản biệt ôn hòa trên mạng xã hội và có thể được biện minh bằng quyền tự do ngôn luận. Đọc Facebook của Nga và đồng đảng, có thể thấy họ không giấu động cơ và kế hoạch lực đổ nhà nước, tức có dấu hiệu vi phạm Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu tôn trọng sự thật, giới dân chủ nên nói rõ vấn đề này, cùng việc Huỳnh Thị Tố Nga tham gia một tổ chức nửa đảng chính trị, Nụ giáo phải mê tín dị đoan để dư luận được rõ. Chương trình Điểm tin Lê trái số 38 xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn!